Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức giám sát công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Bình Thủy và Thới An Đông. Đến nay, phường Bình Thủy và Thới An Đông đã thực hiện chi hỗ trợ trên 4.690 đối tượng người bán vé số lưu động, lao động không có giao kết hợp đồng với số tiền trên 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác vận động xã hội hóa chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, các hộ trong khu phong tỏa với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân quận, yêu cầu các phường tiếp tục quan tâm chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiếp tục rà soát lập danh sách hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng đủ điều kiện được hưởng các chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quyết, văn bản liên quan về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến người dân.